Son này Kim Anh đang sử dụng nè. Các bạn thấy không? Kim Anh đang phải xài test thử nè. Cái nào cũng vậy hết, Kim Anh phải test thử. Có hết rồi nha. Nhưng mà vẫn phải test thử để gì? Để biết được cây son của mình nó ra làm sao, nó như thế nào và nó cái độ tốt của nó ra làm sao thì mới dám bán ra ngoài nha các bạn. Đây các bạn, Laura Sunshine đây. Đó các bạn thấy không? Đó. Cho nên á Kim Anh không phải là trước khi mà mình sản xuất một cái gì hoặc là bán một cái gì, các bạn cũng biết là Kim Anh nói về son này là từ năm ngoái lận mua cái hàng đó, mua ủng hộ mình thì Kim Anh muốn là nó phải thật sự chất lượng và phải thật sự đáng đồng tiền bát gạo thì Kim Anh mới sản xuất. Cho nên là các bạn cũng biết là Kim Anh cực kỳ kỹ về vấn đề này. Điều vậy nè, khi Kim Anh nhập hàng mỹ phẩm nước ngoài về đó thì Kim Anh phải kiểm nghiệm công bố và xuất khẩu từ ở nước ngoài, sau đó là nhập về Việt Nam, rồi ở Việt Nam Kim Anh lại phải làm kiểm nghiệm tất cả mọi thứ thêm một lần nữa rồi Kim Anh mới tung ra ngoài thị trường. Cho nên các bạn cứ yên tâm một điều rằng là 100% là cực kỳ tốt. Kim Anh là từ xưa giờ quan niệm của Kim Anh là làm đúng luật pháp, cho nên các bạn cứ yên tâm nhé. Khi các bạn sử dụng son á, các bạn đừng có ham nó lì quá, tại vì khi son mà lì quá đó, chẳng khác nào nó phải có những cái chất để làm bám trên môi của các bạn. Mà khi mà nó đã làm bám trên môi của các bạn mà nó chùi không ra thì cái đó rất là nguy hiểm nha các bạn nhớ. Cho nên là các bạn đừng ham hố là son là phải lì mà bôi chùi không ra rồi này kia nọ, là không nên nha. Mặc dù cái đó khi mình làm 30 giây rất dễ và rất nhanh, nhưng mà nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người thì không nên. Đã nha các bạn nhớ. Các bạn là khách hàng của Kim Anh, lưu ý giùm Kim Anh nè. Hàng của bên nhà Kim Anh á là không bao giờ giảm giá. Cho nên là những ai mà mua hàng mà được giảm 5%, 10% là tuyệt đối không nhá. Đó là chỉ có hàng giả mới giảm thôi nhá. Còn các bạn mua hàng mà các bạn vẫn mua đúng giá đó thì Kim Anh và nhớ